quý vị, V-League 2023 đã trải qua được 4 vòng đấu, còn với giải hạng nhất và cúp quốc gia thì phải tới tháng 4, các cuộc tranh tài mới bắt đầu. Và trong buổi chiều ngày 22 tháng 2, VPF đã tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu của hai giải đấu này. Giải hạng nhất quốc gia 2023 có sự tham gia của 11 đội bóng diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8. Mỗi câu lạc bộ tại giải đều đăng ký thi đấu một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Tại giải đấu năm nay, chất lượng sân bãi là điều được đặc biệt coi trọng. Cũng trao đổi và cũng có các cái văn bản yêu cầu các câu lạc bộ phải triển khai đáp ứng tất cả các yêu cầu trong công tác đảm bảo mặt sân cũng như là cơ cấu tổ chức về nhân sự câu lạc bộ cũng như là công tác tổ chức. Và cũng sau cái buổi bốc thăm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ làm việc lại với các câu lạc bộ cũng như là căn cứ vào cái kế hoạch thi đấu thì chúng tôi cũng sẽ có các cái buổi kiểm tra đánh giá. Trên cơ sở đó thì cũng sẽ cùng với các câu lạc bộ khắc phục các cái vấn đề nếu còn tồn tại. Theo kết quả bốc thăm, câu lạc bộ Sài Gòn là đội được nghỉ tại vòng 1. Vòng đấu này chứng kiến nhiều cặp đấu đáng chú ý như Quảng Nam gặp Huế, Phú Thọ chạm trán PVF Công an Nhân dân hay Tân Binh Hòa Bình đối đầu Bà Rịa Vũng Tàu. Còn tại cúp quốc gia, với việc 4 đội bóng có thành tích tốt nhất ở giải năm ngoái là Hà Nội, Topeland Bình Định, Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai được xếp vào 4 nhánh và 3 đội là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, câu lạc bộ Sài Gòn và Phú Thọ được vào thẳng vòng 1/8 nên giải đấu sẽ chứng kiến các cặp đấu nhiều duyên nợ ngay từ vòng loại như Thép Xanh Nam Định đối đầu Hải Phòng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán Bà Rịa Vũng Tàu hay các trận đấu nội bộ của các đại diện đến từ giải hạng nhất. Phần thưởng cho các đội tại giải hạng nhất và cúp quốc gia năm nay sẽ được tăng gấp đôi so với mùa giải trước. Theo đó, đội vô địch và á quân ở hai giải đấu này sẽ nhận được phần thưởng lần lượt là 2 tỷ và 1 tỷ đồng. Đội giành hạng 3 của giải hạng nhất nhận được 500 triệu đồng, trong khi hai đội đồng hạng 3 của cúp quốc gia sẽ cùng nhận 400 triệu đồng. Giải hạng nhất quốc gia 2023 sẽ có một suất thăng hạng và cũng giống như V-League, giải hạng nhất sẽ chia làm hai giai đoạn. Một thể thức thi đấu chắc chắn khiến các đội bóng phải tập trung và nỗ lực ngay từ những vòng đầu. Với việc Cần Thơ bỏ giải không tham dự, khiến giải nhất quốc gia năm 2023 sẽ còn 11 đội bóng, trong đó có 3 đội bóng mới là Sài Gòn, đội xuống hạng từ V-League 2022, hai đội bóng thăng hạng từ giải nhì 2022 lên hạng nhất, đó là Hòa Bình và Bình Thuận. 11 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với 11 vòng, tổng số 55 trận đấu, sẽ có một đội được nghỉ mỗi vòng. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, sẽ phân chia thành hai nhóm để bước vào thi đấu giai đoạn 2. Top 5 đội có điểm số cao nhất ở giai đoạn 1 chính thức chủ hạng và bước vào cuộc đua giành tấm vé duy nhất thăng hạng V-League 2024-2025. Còn 6 đội còn lại sẽ cạnh tranh cùng nhau để tránh một suất xuống hạng nhì năm 2024. Giải đấu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Đội vô địch nhận 2 tỷ đồng, trong khi đội về nhì và giành hạng 3 lần lượt được 1 tỷ và 500 triệu đồng. Viettel mất chân sút chủ lực đến hết mùa. Phút 13 trong trận gặp Công an Hà Nội tại vòng 3 V-League 2023, Giovane tự vấp ngã trong một nỗ lực đi bóng. Cầu thủ 29 tuổi người Brazil tỏ ra rất đau đớn, không thể tự di chuyển và phải rời sân bằng cáng. Sau khi được đưa đi chụp chiếu, Giovane được kết luận bị đứt gân Asin. Chấn thương này đồng nghĩa với việc tiền đạo người Brazil sẽ phải lên màn mổ mới có thể thi đấu trở lại. Theo dự kiến, Giovane cần ít nhất 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ. Như vậy, tiền đạo 29 tuổi sẽ sớm phải nói lời chia tay mùa giải 2023 chỉ sau 4 vòng đấu đầu tiên. Đây là tổn thất rất lớn với câu lạc bộ Viettel bởi Giovane có vai trò rất quan trọng trong lối chơi. Mùa trước, tiền đạo này ghi 9 bàn và có 5 pha kiến tạo sau 24 lần ra sân. Ngoài ra, anh cũng tỏa sáng ở AFC Cup với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 4 trận đấu cho đội bóng áo lính. Ca chấn thương của Giovane cũng đẩy Viettel vào tình cảnh thi đấu chấp tay. Theo quy định, các đội bóng sẽ chỉ được bổ sung lực lượng vào giai đoạn giữa mùa giải. Tổn thất này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng vô địch mùa này của thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Các huấn luyện viên ngoại khởi đầu thế nào tại V-League 2023? Trong 4 thầy ngoại ở V-League 2023, huấn luyện viên Popov để lại dấu ấn đậm nét nhất. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bulgaria, Thanh Hóa mạnh dạn kiểm soát thế trận trong cả 4 trận đã qua, đồng thời thể hiện mảng miếng tấn công vô cùng mạch lạc, ngay cả khi đối thủ của họ ở vòng đấu vừa rồi là đương kim vô địch Hà Nội FC. Trong khi đó, sau khởi đầu có phần chọc choạc khi bị Viettel cầm hòa, Hà Nội FC dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bandovic đã tìm được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Đội bóng thủ đô hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 4 vòng đấu. Kiati Sắc là huấn luyện viên ngoại am hiểu bóng đá Việt Nam nhất. Dù vậy, đây là mùa giải hứa hẹn nhiều khó khăn cho Kiati Sắc và các học trò.
Sau khi chia tay hàng loạt trụ cột, Hoàng Anh Gia Lai không có những sự thay thế tương xứng và phải đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1. Việt hòa cả 4 trận đầu tiên cho thấy những vấn đề cần được nhà cầm quân người Thái Lan giải quyết. Khó khăn nhất vẫn là trường hợp của huấn luyện viên Foyani. Sau khởi đầu mỹ mãn khi đánh bại Bình Định 5 bàn không gỡ, Công an Hà Nội đã trở lại mặt đất sau 2 trận thua trước Hà Nội FC và Viettel. Dù đây là những thất bại trước hai nhà vô địch V-League gần nhất, đội bóng ngành công an đang cho thấy nhiều vấn đề. Tuy đã chiêu mộ hàng loạt những ngôi sao, Công an Hà Nội chơi bóng rất thiếu gắn kết cũng như lộ rõ điểm yếu phụ thuộc vào các ngoại binh. Thưa quý vị, sau hành trình đầy ấn tượng tại vòng chung kết Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Theo kết quả bốc thăm của FIFA thì tại kỳ World Cup 2023, thầy trò luyện viên Mai Đức Chung nằm ở bảng E cùng bảng với các nhà đương kim vô địch Mỹ và Á quân Hà Lan. Đối thủ còn lại đã được xác định sau loạt trận play-off, đó chính là đội tuyển Bồ Đào Nha.